Xin chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo cái nút đăng ký kênh và đưa cái nút đăng ký kênh đó vào trong cái kênh YouTube của mình. Thì có rất là nhiều nơi các bạn có thể đặt được cái nút đăng ký kênh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái cách làm với nút đăng ký kênh như thế nào. Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào một cái kênh mà mình quản lý. Ở đây mình sẽ làm một cái ví dụ với kênh Cuộc Sống Đà Lạt. Thì khi mà các bạn đăng nhập vào cái trang chủ của cái kênh này thì các bạn nhìn trên đây nó sẽ có một dãy ký tự, như thế này. Và khi mà các bạn thấy cái đường dẫn nó như thế này thì chúng ta biết là chúng ta đã truy cập được vào cái trang chủ của cái kênh YouTube của mình, với cái đường dẫn là youtube.com/channel và một dãy các ký tự. Đó chính là một dãy ký tự. Và để tạo được cái nút đăng ký kênh thì khi mà các bạn đã vào được cái trang chủ rồi thì chúng ta sẽ đánh thêm một cái dòng như thế này. Đó chính là dấu hỏi, chữ sub, thanh xoẹt và chữ là confirmation. Bằng 1. Đó. Các bạn đánh cho mình thêm cái dòng này nha. Đấy, thêm cho mình cái dòng này và các bạn sẽ copy toàn bộ nó. Và bây giờ thì qua bước thứ hai là chúng ta sẽ rút gọn cái đường link này. Thì trước đây Google cung cấp cho chúng ta cái công cụ là goo.gl để rút gọn cái đường dẫn. Tuy nhiên là hiện nay thì Google đã bỏ đi cái công cụ này rồi, do đó mà chúng ta không thể dùng cái công cụ đó nữa. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái công cụ mới, một cái trang mới, đó là trang bitly.com. Thì với bitly.com thì các bạn cũng có thể rút gọn link được. Nếu các bạn muốn Bitly thống kê cho mình những cái kết quả của người nhấp vào cái đường link thì các bạn sẽ đăng ký một tài khoản. Cái việc đăng ký tài khoản rất dễ cho nên là mình không trình bày trong cái video này. Mà các bạn nhìn sang cái bên trái như thế này thì các bạn thấy nếu các bạn đăng nhập vào tài khoản và tạo một cái link rút gọn thì khi mà có ai nhấp vào trong cái link đó thì nó sẽ thống kê cho bạn như thế này. Đây. Thống kê cho bạn và bạn sẽ biết được cái hiệu quả của cái việc người ta click vào cái link rút gọn như thế nào. Rồi để tạo được cái link rút gọn thì các bạn sẽ ấn vào cái nút này và các bạn dán cái đường dẫn của mình vào đây thì Bitly sẽ tự động rút gọn link cho các bạn và chúng ta chỉ việc là ấn copy ở đây. Để biết chắc thử là cái việc lấy cái link này nó đúng hay chưa thì các bạn có thể là mở một cái cửa sổ âm thanh lên bằng cách là chúng ta ấn phím Ctrl Shift và N và các bạn dán lại cái đường dẫn vào đây, sau đó các bạn ấn Enter. Thì nếu kết quả ra được cái bảng như thế này có nghĩa là chúng ta đã thao tác thành công. Thì khi mà người xem nhấp vào cái link thì họ có thể ấn ngay cái nút chỗ này là cái nút đăng ký kênh cho các bạn. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách tạo một cái nút đăng ký kênh. Qua cái phần thứ hai là chúng ta sẽ đưa cái nút đăng ký kênh này vào đâu. Nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn có thể đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Thì các bạn sẽ vào lại cái trang chủ của mình nha. Vào lại cái trang chủ của mình. Thì ở đây thì mình sẽ ví dụ minh họa qua một cái kênh khác. Thì cái nút đăng ký đó thì chúng ta sẽ đưa vào các nơi như sau. Thứ nhất đó là đưa vào đây. Trên cái trang chủ của các bạn thì chúng ta sẽ đưa vào cái hình này. Đây cái nút đăng ký. Thì khi người xem nhấp vào đây thì họ có thể đăng ký được cái link của bạn luôn. Đó là một cái nơi. Cái nơi thứ hai mà các bạn có thể đặt được cái link này đó là trong cái video. Này, mình sẽ nhấp vào một cái video cho các bạn xem. Thì mình sẽ đưa nó vào trong cái phần mô tả của video. Ở đây, khi mà người xem họ xem cái video họ thấy ổn và họ thích cái kênh của bạn thì họ sẽ nhấp vào đây để mà đăng ký cái kênh của bạn. Đó là cách thứ hai. Thì làm sao
cái link đăng ký nó nằm ở trên đây được thì các bạn làm như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ vô cái phần là tùy chỉnh kênh. Rồi trong phần tùy chỉnh kênh thì chúng ta sẽ kéo xuống cái phần liên kết như thế này. Thì khi mà các bạn đưa chuột vào đây thì nó sẽ có một cái dấu nha. Cái dấu như thế này. Đây thì chúng ta sẽ nhấp vào. Thì hiện nay thì mình đang để là 5 cái mục nha. Đây thì các bạn có thể là ấn cái nút thêm, ấn nút thêm vào. Sau đó các bạn đánh tiêu đề và các bạn dán cái đường link mà các bạn đã làm ở cái bước trên vào đây. Sau đó các bạn ấn nút hoàn tất thì lập tức cái mà các bạn vừa thêm nó sẽ hiện lên trên này. Thì như đây các bạn thấy là 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái mục thì mình đã đưa vào đây thì nó sẽ tương ứng với 5 cái mục nó ở trong cái phần liên kết này. Đấy, thì các bạn đưa vào đây. Ngoài ra thì các bạn có thể đưa nó vào trong cái phần mô tả của kênh. Đây các bạn thấy nè, đây cái nút đăng ký đây, đây chính là cái nút đăng ký nhé. Đây các bạn trong phần mô tả thì các bạn cũng có thể là dán cái nút đăng ký vào đây. Như vậy thì mình có 3 nơi. Nơi thứ nhất là các bạn sẽ để đây. Cái nơi thứ hai là chúng ta sẽ để trong phần mô tả của kênh. Và nơi thứ ba là chúng ta có thể để trong cái phần mô tả này nha, mô tả video và mô tả kênh và một cái phần là ở đây. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể dán cái này, lấy cái link nút của nút đăng ký này và đưa lên mạng xã hội nha. Ví dụ như mình có thể đưa lên cái trang cá nhân hoặc là đưa lên những cái group, đưa lên những cái fanpage mà các bạn quản lý để những khán giả của bạn họ có thể nhấn vào trực tiếp và đăng ký kênh của bạn luôn. Đấy. Ví dụ như mình sẽ đưa lên cái trang và trang fanpage của mình quản lý nha. Mình sẽ vào cái mục fanpage. Rồi mình sẽ viết một cái bài viết. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đăng lên. Thì khi người dùng họ nhấp vào đây thì họ sẽ có thể đăng ký trực tiếp kênh bạn mà không phải vào cái trang YouTube và coi video. Thì như vậy thì mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách tạo cái nút đăng ký và đưa nó vào cái kênh YouTube của mình, cũng như chia sẻ nó để có thể nhiều người họ đăng ký cái kênh của bạn hơn. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video khác.